Cô gái đến từ Hư Vô 2 gây sốc với tình tiết học sinh bị lột đồ, đánh tới chết trong ngày nhập học. Girl From Nowhere 2, cô gái đến từ Hư Vô vẫn đang là chủ đề nóng trên những diễn đàn phim ảnh mấy ngày nay. Bên cạnh pha có thai kỳ quái của Hot Boy học đường ở tập 1, thì tập phim có tên Show Tết cũng gây tranh cãi không kém. Ở Thái Lan, Show Tết là một nghi thức truyền thống được các đàn anh khóa trên sử dụng để chào đón các tân học sinh, sinh viên mới vào trường. Thực chất, nghi lễ này bắt nguồn từ chế độ kính trọng người lớn tuổi ở trường trung học nội trú Anh và Oxford những năm 40. Dĩ nhiên, vẻ bề ngoài, đây là một truyền thống tốt đẹp. Những người đàn em năm nhất sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tham gia các trò chơi giao lưu với bạn bè và anh chị khóa trên. Thế nhưng đằng sau đó là không ít câu chuyện gây phẫn nộ đã được thể hiện trong tập Show Tết của mùa 2. Nhân vật chính trong tập phim này là Kay. Kay là một đàn anh trong quá khứ từng bị đày đọa bởi Show Tết. Chính vì vậy, khi trở thành học sinh năm cuối, là người được tổ chức Show Tết, Kay đã mang hết những đau khổ, bất hạnh mà mình phải chịu khổ đổ lên đầu đàn em. Những trò chơi ghê rợn được bày ra như ép người đàn em ăn sâu bọ, nhảy điệu nhảy dâm tục, lột áo và chơi trò giết người. Đỉnh điểm là khi Kay buộc bóng vào người Nano, Kitty Chicha, một học sinh mới, cho những học sinh mới khác bịt mắt, dùng gậy đập vào người Nano tới khi bóng bay vỡ hết. Thấy Nano không đau đớn, sợ hãi gì, Kay thậm chí còn dùng gậy đánh thẳng vào đầu khiến Nano chết ngay tại chỗ. Một thời gian sau, Kay chuyển đến trường khác và trở thành học sinh mới. Cậu bị chính Nano đày đọa bằng Show Tết. Nano ép cậu mặc đồ phản cảm, ép hành lễ với chó, thậm chí là làm chó để mua vui. Cuối cùng, Kay bị bạn bè đánh đến chết. Vì theo lời đàn chị Yuri, Nick Chandra, ai đánh nhiều lần vào đầu Kay nhất thì sẽ được làm thủ lĩnh khóa mới. Với nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả quốc tế không quen với truyền thống Show Tết, Show Tết là một tập phim ám ảnh, nhiều người cảm thấy thương cảm cho Kay, bởi cho rằng nhân vật này có sai nhưng không tới nỗi phải chịu bản án như vậy. Thực tế, ở Thái Lan, chuyện như trong tập phim Show Tết không hề hiếm gặp. Tuy các tình tiết trong phim đã bị phóng đại lên ít nhiều, từng có những trường hợp thương tâm như trong phim. Khi tân học sinh đã qua đời sau nghỉ lễ nhập môn và vô cùng khắc nghiệt, người ta còn ghi nhận không ít những vụ các học sinh nhỏ tuổi bỏ mạng sau thủ tục Show Tết. Điều này được dân mạng Thái nhắc khá nhiều sau khi xem tập phim Show Tết của Girl From Nowhere 2, điển hình như vụ việc của Pisit Komni, một học sinh 15 tuổi của trường Phratom Wittaya ở Nakhon Pathom, phía đông bắc Bangkok, được cho là đã tử vong do những vết thương mà các học sinh cuối cấp gây ra. Hay vào tháng 7 năm 2018, truyền thông Thái Lan cũng đưa tin ba học sinh lớp 12 đã bị buộc tội bạo hành, tổn hại cơ thể, làm vỡ lá lách của một nam sinh năm nhất. Vào năm 2014, một học sinh 16 tuổi đã chết vì các hoạt động quá khích liên quan đến việc bị đánh đập ở bãi biển. Suy cho cùng, Show Tết là một truyền thống tốt đẹp, chỉ là nhiều người đang hiểu sai nó và dùng nó như một công cụ để thỏa mãn bản thân. Bản chất của Show Tết chỉ là các học sinh mới sẽ ngồi lại dưới sự chỉ dẫn của các anh chị khóa trên, cùng nhau hát bài ca truyền thống, đọc các điều luật trường, tham gia trò chơi, nếu thua sẽ bị phạt với các hình phạt đơn giản như nhảy cóc, chống đẩy, chạy bộ. Nano là một thực thể siêu nhiên đầy quyền năng. Không có thông tin rõ ràng về bản chất hay nguồn gốc của sức mạnh mà Nano nắm giữ. Có khả năng nó đã rất cổ xưa và nằm ngoài phạm vi của thế giới vật chất này. Dưới diện mạo của một nữ sinh trung học lớp 11, Nano xuất hiện ở nhiều trường trung học khác nhau để lật tẩy và trừng phạt những học sinh hư đốn, những kẻ đạo đức giả, độc ác hay bắt nạt người khác, bao gồm cả học sinh lẫn giáo viên. Cái tên Nano có nghĩa là Karma, nghiệp báo. Theo như chính diễn viên Chicha Umetayakun giải thích, thì Nano như con gái của quỷ Satan hay con rắn từ vườn địa đàng đến trái đất để ban trái cấm cho con người. Cô ấy ở đây, con người có thể xấu xa như thế nào?